Con đi làm về rồi đấy à? Sao mẹ lại sang đây làm mấy cái việc này? Có phải là mẹ chồng gọi mẹ sang đây không? Ôi dào, mẹ sang giúp con làm mấy việc nhà này có làm sao đâu. Con thì đang bầu bí mà lại còn phải đi làm nữa. À, cơm nước mẹ nấu xong xuôi rồi đấy. Con tranh thủ đi tắm đi. Lần sau mẹ đừng sang đây làm mấy cái việc này nữa. Mẹ chồng cũng có gọi thì mẹ cũng phải biết đường mà từ chối chứ. Nhà người ta giàu có, gả con đi mẹ cũng chẳng có gì để cho con. Hơn nữa con lại phải gửi tiền về để nuôi ba em ăn học. Mẹ cũng áy náy lắm. Không giúp con được về vật chất thì để mẹ làm giúp con những việc này cũng được. Dù sao mẹ cũng quen rồi mà. Mẹ mới cứ làm như thế này con cảm thấy có lỗi lắm. Con không phải suy nghĩ gì nhiều, cứ lo mà dưỡng thai cho tốt đi. Mà thôi, mẹ chồng con sắp về rồi đấy. Mẹ đi về luôn nhá. Mẹ về cẩn thận nhá. Ừ. Mẹ ạ. Mẹ con về rồi à? Sao không giữ lại ăn cơm hả con? Từ lần sau mẹ đừng gọi mẹ con sang làm mấy cái việc như thế này nữa. Đi làm về thì con sẽ làm. Mẹ có gọi bà ấy sang đâu. Mẹ chỉ kể là con bận bịu công việc quá, không có thời gian để chăm lo cho gia đình. Bà ấy thương con nên bà ấy mới làm hộ đi chứ. Sao mẹ có thể để cho mẹ con làm mấy cái việc này cơ chứ? Có chuyện gì to tát đâu mà cô cứ phải làm quá lên như thế. Gia đình cô ấy đã không phải là môn đăng hộ đối với gia đình tôi rồi. Tôi rước cô về đây cũng chỉ vì cháu nội của tôi thôi. Mà mẹ cô đã không có của nả gì cho cô thì giúp cô những cái việc lặt vặt như thế, đấy là chuyện bình thường thôi. Mà bà ấy cũng quen cái công việc đó rồi. Mẹ đang coi mẹ con là ô xin đấy à? Đấy là cô nói đấy nhá, không phải tôi nói đâu nhá. Mẹ thật là... Chào mẹ. Ừ. Anh về rồi à? Mẹ giờ chị đi học về ạ. Hai mẹ con có gì mà căng thẳng thế? Không sao đâu anh ạ. Anh vào thay quần áo rồi ăn cơm nhá. Ừ. Chờ anh một chút nhá. Con xin phép mẹ ạ. Thấy mẹ cô ta phải làm như vậy chắc là cô ta khó chịu lắm. Tưởng làm được con dâu nhà này mà dễ dàng à? Còn lâu nhá. Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? À không có gì đâu con. À mà mẹ ơi, kỳ này con lại đứng nhất lớp rồi. Mai mẹ cho con tiền mua cái điện thoại mới nhá. Ừ, cứ giữ vững phong độ như vậy là tốt con ạ. Mai mẹ sẽ cho tiền. Nhà mình được hai thằng con trai giỏi giang như thế này đúng là hãnh diện. Chứ nhà khác ấy có mà mơ cũng không được. Cảm ơn mẹ. Ừ. Trai ngoan của mẹ. Alo, dì Thương đấy à? Ừ, tôi rút tiền rồi. Được 50 triệu. Ừ. Ừ, tôi biết rồi. Ừ. Ừ. Thế nhá. Ừ ừ. Ba mẹ. Ừ, thế nhá. Nhàn à? Dạ. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ với cả dì Thương có đầu tư vào một mảnh đất. Mà chỗ đấy thì sắp mở xí nghiệp, chắc là được giá con ạ. Góp vốn được 50 triệu thì hơi ít. Mẹ thấy con đi làm lại chả tiêu gì đến tiền. Mọi chi phí để thằng Tuấn nó lo hết. Con gửi tiết kiệm chắc được kha khá. Hay con cho mẹ vay nhá. Thực ra thì tiền lương của con đều gửi hết về quê cho ba đứa em của con ăn học mẹ ạ. Cái gì? Thế bố mẹ cô không nuôi nổi ba đứa em cô à? Bố mẹ con cũng có tuổi cả rồi.
con vừa mới đi làm, chưa giúp được gì cho bố mẹ đã đi lấy chồng luôn. Anh Tuấn cũng đã đồng ý với con việc này. Sau này ba đứa em của con ra trường, chúng sẽ kiếm tiền rồi gửi lại vợ chồng con sau ạ. Hóa ra anh chị thông đồng với nhau để lừa tôi à? Anh chị có coi tôi ra cái gì không? Cưới được cô con dâu về đã chả giúp được cái gì, lại còn bật tán ba đứa em nhà nó nữa chứ. Mẹ cũng biết hoàn cảnh của nhà con mà. Thế sao còn trèo cao? Đúng là không biết thân biết phận. Còn với anh Tuấn đến với nhau cũng là tự nguyện. Sao mẹ nói như thế? Cô cút vào trong nhà đi, cho khuất mắt tôi. Con xin phép mẹ. Vô dụng, lấy về trả nhiều vàng gì, để còn cán cả gia đình nhà nó nữa chứ. Cũng là tôi vô phúc mà. Mày đi đứng kiểu gì đấy? Đánh chết cha mày bây giờ. Em xin lỗi anh ạ. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Nhìn mày như là cấp 3 nhở? Có bằng lái xe chưa mà tham gia giao thông hả? Em không được, tao phải đưa mày về cho thầy cô giáo mày dây lại mày mới được. Đi. Em xin anh tha cho em ạ. Anh đừng báo với trường em ạ. Tha thì mày muốn tha thì đền đi. Xe đền. Tao thì xước, người tao thì đau rồi, đền đi. Anh ơi, cả ví em chỉ còn như này thôi, anh cầm giúp em ạ. Mày đùa tao à? Có số tiền này ấy, tao ra uống trà đá ở trong mắt con. Mày biết xe tao bao nhiêu tiền không? Anh phải đền bao nhiêu ạ? 5 triệu à? Cái gì? Nói là ông nghe à? 5 triệu. 50 triệu. Sao nhiều thế hả? Này bảo thứ nhất ấy, cánh tay tao không phải đi khám. Thứ hai, xe tao không phải đi chữa. Thứ ba, nhà anh bao việc này. Bây giờ đứng đôi co với chú ở đây tốn bao nhiêu thời gian. Thời gian là vàng là bạc. Với cả phải đền cho anh tiền tinh thần chứ. Vừa mới sáng ra đã bị đâm rồi. 50 triệu hay là muốn lên phường hả? Nhưng mà em biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy à? Nhìn mày ngon dai đây, gì cũng xoay được 50 triệu hả? Anh ở đây đợi em. Em về nhà xoay tiền rồi đưa anh ạ. Đưa cái ví đây đã, tớ tớ. Đưa cái ví đây đã. Công chú lại khất của anh sao? Đi đây, về đi. Này, mà anh biết trường chú đâu rồi nhá. Vâng ạ. Là mình đã để tiền ở trong đấy rồi. Sao giờ tìm không thấy nhỉ? Và các chỗ trong nhà cũng đều không thấy cả. Không lẽ nhà quan trộm à? Hết cả mình. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ em tìm gì ạ? Tôi để 50 triệu trong ngăn kéo tủ. Giờ tôi mở ra không thấy đâu cả. Không lẽ nhà này quan trộm? Mẹ đã tìm kỹ lại chưa? Hay là mẹ để ở chỗ nào khác? Tôi không thể nhầm được. Chắc chắn tôi để vào đấy. Hay là... Sao mẹ lại nhìn con như thế? Hay là mẹ nghi ngờ con? Chị có tật giật mình à? Dù sao con cũng là con dâu của mẹ. Sao mẹ nói như thế? Vậy chị nói xem. Trong nhà này, chả nhẽ hai thằng con trai tôi lấy tiền của tôi à? Chỉ có chị thôi.
hờ một cái là chị mang tiền về nhà ngoại. Tôi hỏi thật nhé, hay bên đấy đang cần khoản tiền lớn hả? Tiền con gửi về cho bố mẹ con đều là tiền con kiếm ra. Một đồng của anh Tuấn con cũng không lấy. Bây giờ mẹ nói con như vậy, ai mà biết được, nghèo khó sinh lưu manh mà. Mẹ hơi quá đáng rồi đấy. Từ khi về làm dâu nhà này, con đã làm cái gì sai trái mà để mẹ mày nói con như thế? Ý chị nói tôi vu khống chị phải không? Cái gì cũng phải rõ ràng, nhất là chuyện tiền nong. Mẹ không có bằng chứng mà mẹ nói con dâu của mẹ như thế. Chẳng ai bị vu oan là ăn cắp mà chịu được à? Mày láo toét. Có thứ con dâu nào mẹ chồng nói một câu cãi lại một câu không hả? Tôi nói cho chị biết, tôi mà điều tra đúng chị lấy tiền của tôi thì tôi không để yên đâu. Còn bây giờ chị cút, cút ngay ra khuất mắt tôi. Nhìn chị tôi là ngứa mắt rồi. Nè, đúng là núi cáo trong nhà. Mày đi vào đây. Mày vào đây cho tao. Con, mẹ tưởng hôm nay con đi công tác mà. Dạ, con bị hoãn lịch công tác rồi mẹ. Sao con lại quát em thế? Đấy mẹ xem, con trai ngoan của mẹ đấy, nó vừa ăn trộm tiền của mẹ đây này. Con nói thế là sao? Cũng may là con về đột xuất. Con đã thấy thằng này mang 50 triệu của mẹ đi. Con đuổi mãi mới được đấy. Trời ơi, sao lại như thế hả Tú? Con xin lỗi ạ. Đấy, hôm nay có mẹ và tao ở đây, mày khai thật đi. Mày mang 50 triệu đi để làm cái gì? Có phải mày cờ bạc nợ nần không? Tại sao lại như thế hả con? Thật ra con đi xe rồi đâm vào người ta, người ta bắt đền 50 triệu. Nếu không sẽ lôi lên phường báo với nhà trường đuổi học. Con sợ quá nên... Rồi ôi, con ơi là con, sao ngu dại thế hả con? Học cho lắm vào đứng đầu lớp mà vẫn để cho người ta lừa như thế này à? Chính ra cái chuyện này ấy, mày phải báo với gia đình chứ. Hả? Dăm ba cái tuổi danh đòi tự giải quyết à? Em biết lỗi rồi ạ. Con xin lỗi mẹ, em xin lỗi anh. Con hứa lần sau sẽ không thế nữa. Anh bảo mày này, chưa đủ tuổi ấy thì cấm được đi xe. Cũng may là mới chỉ va chạm nhẹ thôi đấy. Bây giờ tao tha cho mày, lên phòng chuẩn bị đồ đi học đi. Nhanh lên. Này, mẹ lại nghi oan cho vợ con rồi. Mẹ nói vậy là sao ạ? Thì mẹ cứ tưởng cái nhà nó mang tiền về nhà ngoại, nên mẹ hồ đồ trách mắng nó. Mẹ vừa đuổi nó đi rồi. Con ơi, con đi tìm nó về đi con. Mẹ này, con biết mẹ không thích nhà, nhưng mà tại sao mẹ phải làm như vậy chứ? Cô ấy là con dâu của mẹ mà. Hơn nữa, cô ấy mang thai cháu nội của mẹ đấy. Thì tại mẹ, mẹ vẫn giận chuyện hai vợ chồng con giấu mẹ, mang tiền về nhà ngoại, nên mẹ mới trách oan nó. Mẹ đuổi nó đi rồi. Con là con trai vàng, con trai bạc của mẹ, thì cô ấy cũng là con gái vàng, con gái bạc của người ta. Cô ấy về làm dâu nhà này cũng chẳng sung sướng gì đâu. Con thương yêu cô ấy, vì vậy mẹ đừng có hành xử với cô ấy như thế. Bây giờ con sẽ đi tìm cô ấy về đây. Con hy vọng là mẹ sẽ đối xử tốt với cô ấy hơn. Con đi tìm nó về. Con đi mà nhé.